Chào tất cả bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Vinatix của chúng tôi. Và ở bài học hôm nay, tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta có thể gập màn hình laptop mà máy tính vẫn hoạt động và chúng ta vẫn có thể nghe được các bài hát của chúng ta đang mở. Thì chúng ta thực hiện các bước như sau. Đầu tiên chúng ta nhấn tổ phím Windows R, sau đó chúng ta gõ từ khóa Control và các bạn Enter. Tiếp theo, các bạn sẽ chọn mục View By này, là chọn Layer Icon. Và sau đó chúng ta chọn Power Option. Hoặc chúng ta cũng có thể nhấn tổ phím Windows X. Sau đó chúng ta chọn Power Option ở đây. Thì hai cách này đều như nhau. Nếu chúng ta sử dụng cách mở bằng Windows X, thì chúng ta vào Additional Power Setting. Thì hoàn toàn tương tự với cách chúng ta vào Power Option ở đây. Thì các bạn có thể sử dụng một trong hai cách đó. Sau đó để có thể thiết lập hành động khi chúng ta gập màn hình laptop của chúng ta, thì chúng ta sẽ chọn vào mục này. Tại đây Windows sẽ phân thành hai mục. Thứ nhất, đó là trạng thái máy tính của chúng ta chỉ có sử dụng pin. Hoặc trạng thái thứ hai, đó là máy tính của chúng ta đang cắm sạc. Sau đó tại mục When I Close the Lid, là khi chúng ta gập màn hình laptop của chúng ta xuống, thì chúng ta chọn Do Nothing. Có nghĩa là khi chúng ta gập màn hình laptop của chúng ta xuống thì không thực hiện việc gì cả. Ở cả hai cột, đó là cột khi chúng ta sử dụng pin hoặc khi chúng ta sử dụng dây sạc, thì chúng ta đều sử dụng là Do Nothing như thế này. Và sau đó các bạn sẽ nhấn vào mục Set Change để thay đổi. Sau đó để thiết lập này có hiệu lực thì chúng ta phải khởi động lại máy tính. Và sau khi chúng ta khởi động lại máy tính, thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành gập màn hình laptop của chúng ta lại, thì máy tính vẫn hoạt động và chúng ta vẫn có thể nghe nhạc trong khi chúng ta gập màn hình máy tính. Và như vậy tôi đã hướng dẫn cho các bạn về cách để chúng ta có thể gập màn hình laptop trong khi máy tính của chúng ta vẫn đang hoạt động. Và trong quá trình thực hiện, nếu các bạn có gì thắc mắc thì các bạn có thể để lại phần bình luận ở phía dưới video này. Và để có thể theo dõi được những video mới nhất và hay nhất của chúng tôi, các bạn hãy nhấn vào nút đăng ký hoặc subscribe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.